hết cơ hội cho Angela Phương Trinh. Từ một nữ diễn viên tài năng được khán giả yêu mến, Angela Phương Trinh nay chỉ còn được nhắc đến với loạt những thị phi, bị một lượng lớn khán giả quay lưng phản ứng dữ dội. Sự nghiệp hoạt động nghệ thuật từng có chặng thăng hoa cũng có lúc sóng gió, có khi trôi chảy đứng giữa hào quang, cũng đôi khi đứt đoạn biến mất tăm, song không thể phủ nhận cái tên Angela Phương Trinh nhiều năm qua vẫn giữ được sức nóng nhất định. Bởi với những khán giả theo dõi phim truyền hình, sẽ dễ nhận ra gương mặt của Angela Phương Trinh từ khi còn rất nhỏ đã tham gia rất nhiều vai diễn. Độ nổi tiếng của Angela Phương Trinh càng được nhân lên gấp nhiều lần ở độ trưởng thành, khi cô liên tục gây sốc với những phát ngôn, những bộ cánh thảm đỏ gây ra không ít bàn tán. Rồi Angela Phương Trinh ở ẩn, quyết định chuyên tâm tu tập, có một khoảng thời gian, người ta thấy gương mặt Angela Phương Trinh sáng bừng, đường nét thanh tú. Công chúng nói vui rằng, tâm sinh tướng, chính quá trình tu tập, hướng về cải thiện đã khiến nhan sắc Phương Trinh thăng hạng gấp nhiều lần. Nhưng rồi cũng chính Angela Phương Trinh sau một khoảng thời gian lẫn mất tăm khỏi các chương trình giải trí, tưởng không còn sân si trốn thị phi lại khiến dân tình dậy sóng bởi loạt phát ngôn trên mạng xã hội của mình. Đỉnh điểm của sự phản ứng từ cư dân mạng chính là việc người đẹp này phải khóa toàn bộ bình luận, nhận về hàng trăm nghìn phẫn nộ ngay dưới các bài đăng. Đến mẹ ruột và em gái Angela Phương Trinh cũng phải lên tiếng cầu xin cư dân mạng vì đã không thể liên lạc, kết nối với con gái, chị gái của mình. Từ một nữ diễn viên tài năng được khán giả yêu mến, Angela Phương Trinh vì đâu mà thay đổi. Nói Angela Phương Trinh là một bông hoa nở sớm không sai. Vì dù chỉ mới ở tuổi 29, song mỹ nhân này đã sở hữu gần 50 vai diễn lớn nhỏ trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh nổi tiếng. Đóng phim từ năm mới 7 tuổi, hình ảnh mà công chúng nhớ đến Angela Phương Trinh là một cô bé khi hiền lành, ngây thơ, lúc lại vô cùng đanh đá, biến hóa đa dạng với nhân vật dù không phải con nhà nòi, được học hành tử tế qua trường lớp, từ Angela Phương Trinh bé xíu ở Mùi Ngò Gai, người mẹ nhí, công chúng dần thấy độ phủ sóng của cô bé có gương mặt thanh tú xuất hiện nhiều hơn, đến mùa hè sôi động hay nổi tiếng hơn cả là Taxi, Em Tên Gì. Nữ diễn viên có cho mình một chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả, thế nhưng cùng với việc nổi tiếng sớm, xoay quanh cái tên Angela Phương Trinh lại luôn bùa vây bởi hàng loạt tai tiếng, có thể kể đến ồn ào Angela Phương Trinh bỏ học. Việc liên tục đi đóng phim khiến cho việc học của nữ diễn viên sa sút. Theo học bạ được ghi lại ở trường cấp 2, cấp 3 dân lập tại quận 1, điểm trung bình những năm theo học bậc trung học cơ sở của Angela Phương Trinh rất thấp. Đặc biệt là các môn chính. Cô thường xuyên nghỉ học, đỉnh điểm nghỉ đến 47 ngày năm học lớp 8. Phía trường tư thục ở Quy, một thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà Angela Phương Trinh đã từng theo học khẳng định, học sinh tên Lê Ngọc Phương Trinh đã bỏ học từ giữa năm lớp 9. Angela Phương Trinh cuốn vào vòng xoáy kiếm tiền từ rất sớm, vì muốn con gái có xe hơi đi lại trong quá trình đi diễn, đóng phim. Bố mẹ cô đã vay nóng, nên cô sau này phải còng lưng trả nợ. Bất chấp kiếm tiền, Angela Phương Trinh dần sa đà vào ăn mặc phản cảm, thiếu vải, trình diễn ở các quán bar. Một thời công chúng gọi Angela Phương Trinh là Can Lộ Lộ phiên bản Việt. Cô bị Cục Nghệ thuật biểu diễn đưa ra văn bản yêu cầu tạm dừng cấp phép biểu diễn ở các sân khấu, trong đó bao gồm cả địa điểm như nhà hàng, khách sạn, quán bar. Vũ trường, vì biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục, những ồn ào xoay quanh Angela Phương Trinh chưa thể dừng lại ở việc ăn mặc phản cảm. Những năm đôi mươi, cô gái này còn vướng tin đồn hẹn hò với một số đại gia, trong đó có ồn ào với bác sĩ Chiêm Quốc Thái khiến công chúng xôn xao bàn tán. Angela Phương Trinh như một bông hoa nở sớm của showbiz. Sự rực rỡ của cô thu hút đủ cả hào quang, tiếng tăm và cả những cám dỗ. Tiền bạc, tình ái khiến không ít lần người ta bày tỏ sự ngán ngẩm khi nghe tên của cô gái này, thế rồi bỗng dưng, Angela Phương Trinh biến mất. Angela Phương Trinh biến mất, gái hư một thời tưởng đã thay đổi nhưng, không. Angela Phương Trinh sau loạt ồn ào đời tư bất ngờ chọn quy y vào năm 2012.
Thế nhưng câu hỏi công chúng đặt ra là quyết định của Angela Phương Trinh khi ấy là vì cô đã thực sự muốn thay đổi hay chỉ là một cách ứng phó với phản ứng trái chiều của dư luận về đời tư của mình. Angela Phương Trinh sau đó vẫn không thể nào tẩy trắng được hình ảnh ăn mặc phản cảm, nói dối tuổi tác, học vấn hay chuyện tình yêu với các đại gia xoay quanh cô. Cho đến mãi sau này, Angela Phương Trinh mới gần như biến mất toàn toàn khỏi showbiz. Trên trang cá nhân, cô chuyển hướng sang chia sẻ những hình ảnh ăn mặc kín đáo, chủ yếu đi chùa, làm công quả. Lần ẩn mình này của Angela Phương Trinh như biến cô trở thành một con người khác, khiêm tốn và tích cực hơn. Chính Angela Phương Trinh cũng thừa nhận rằng cô đã từng vì đồng tiền mà bất chấp tất cả. Nhưng rồi cô nhận ra cái sai và đang cố gắng làm nhiều điều để có thể sửa sai. Cô quay lại, lao động nghệ thuật nghiêm túc, kiếm tiền để giúp người, giúp đời thay vì chỉ nghĩ riêng cho mình, tưởng như câu chuyện về cô gái hư ngày nào có thể kết lại một cách êm đẹp như thế, nhưng không. Angela Phương Trinh tiếp tục trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi vì phát ngôn gây sốc. Cô bị Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi cung cấp thông tin sai sự thật về việc chữa trị COVID-19 bằng run đất vào cuối năm 2021. Trên trang cá nhân của nữ diễn viên cũng đăng nhiều bài đăng khiến dư luận bất bình vì phản khoa học, thiếu hợp lý, án phạt 7,5 triệu đồng cùng lời xin lỗi từ phía Angela Phương Trinh vẫn chưa khép lại chuỗi những phát ngôn gây bức xúc của cô. Gần nhất, tài khoản Angela Phương Trinh đăng tải nhiều bài viết liên quan đến vụ việc đang được dư luận quan tâm. Nữ diễn viên khiến nhiều netizen khó chịu, cảm thấy không chấp nhận được vì sử dụng ngôn từ gay gắt, nặng nề và hạ thấp uy tín của một số cá nhân dù không có cơ sở xác đáng. Angela Phương Trinh gọi những quan điểm đi ngược với cô là truyền thông bẩn. Nhận định quả quyết của Angela Phương Trinh nhận về phản ứng nặng nề, hàng chục nghìn người nhấn nút phẫn nộ khiến nữ diễn viên phải khóa luôn chức năng bình luận trên các trang mạng xã hội của mình. Về những phát ngôn trên mạng xã hội, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nắm thông tin về những phát ngôn của Angela Phương Trinh và sẽ xác minh, phản hồi sau. Đại diện Sở Văn hóa Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ trao đổi với Sở Thông tin và Truyền thông thêm về trường hợp của nữ diễn viên 9X trên góc độ chuyên môn văn hóa. Sau khi xác minh, Angela Phương Trinh có thể sẽ phải đối diện với một mức phạt nào đó, như việc cô từng phải nhận vì ăn mặc phản cảm, vì phát ngôn gây sốc. Nhưng hình phạt lớn nhất mà Angela Phương Trinh đang phải chịu lúc này chính là sự quay lưng của một bộ phận lớn khán giả. Angela Phương Trinh đã nhiều lần xin lỗi, hứa sẽ rút kinh nghiệm khi mắc phải những sai lầm của tuổi trẻ. Và có lẽ, vì khán giả vẫn chưa quên được hình ảnh của một nữ diễn viên nhí tài năng trước đây nên ít nhiều vẫn còn đón nhận Angela Phương Trinh. Ở ẩn rồi xuất hiện, mỗi lần Angela Phương Trinh đổ bộ thảm đỏ vẫn được chào đón. Hàng loạt các nhãn hàng thời gian gần đây vẫn liên tục mời Angela Phương Trinh livestream bán hàng. Thế nhưng trước làn sóng phẫn nộ hiện tại của công chúng, liệu có còn cơ hội nào cho Angela Phương Trinh, ngay cả mẹ ruột và em gái của Angela Phương Trinh cũng phải cầu cứu trên mạng xã hội vì không hiểu nổi những phát ngôn, chia sẻ của cô. Chị ấy không còn là người tôi biết trước đây. Những gì chị tôi thể hiện bây giờ không giống với những gì chị ấy từng dạy tôi, em gái của nữ diễn viên 9X viết, Phương Trang cho biết thêm. Gần đây gia đình cố gắng khuyên nhủ Angela Phương Trinh nhưng cũng bất lực. Ngoài ra, người trong nhà cũng lo lắng vì đã lâu không liên lạc được nữ diễn viên. Em gái của Angela Phương Trinh khẳng định bản thân im lặng trong những ngày qua không có nghĩa là đồng tình, ủng hộ chị gái. Cô quyết định lên tiếng vì không muốn những người trong gia đình bị ảnh hưởng vì ồn ào của chị gái. Ngoài ra, Phương Trang còn gửi lời xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Quy y từ năm 2012 với lời hứa sẽ thay đổi thế nhưng đến mãi 2024, công chúng vẫn lắc đầu ngán ngẩm khi nhắc đến cái tên Angela Phương Trinh, vậy nữ diễn viên đã thực sự thay đổi.